Nếu mà với cái quy mô sản xuất như tôi hiện nay, mà tôi sản xuất ra từ con giống đến con lợn thịt bán thành phẩm ra thị trường ấy, thì với cái mức giá hiện nay thì cũng chỉ đủ cái tiền chi phí thức ăn. Chứ còn nếu mà nói lãi và các cái chi phí khác thì gần như là không có. Thế thì nguyên nhân vẫn là cái thức ăn của mình quá đắt. Nếu mà cứ tình trạng này, tương lai việc chăn nuôi Việt Nam sẽ không còn. Tôi khẳng định sẽ không còn. Thì cũng phải còng nưng coi như thế này, đi làm thuê để mà trả nợ thôi. Chứ ăn quỵt thì chạc thì không chạc được, quỵt thì không quỵt được. Bởi vì giờ tất cả vốn liếng vào đây mà trong khi đó con nợ coi như thế nào. Là chết đấy thì còn gì nữa để mà coi như thế nào. Nói chung đến bây giờ tôi phá sản đây, nhưng tiền cám là tôi vẫn nợ khoảng mấy trăm triệu. Tiền cám đấy. Người ta đầu tư cám cho mình là đến bây giờ là vẫn còn nợ mấy trăm triệu nữa. Thức ăn chiếm tới 70% giá thành chăn nuôi lợn. Theo tính toán, để tăng được 1 kg lợn hơi thì nông dân Việt Nam phải cho ăn tới 3 kg thức ăn chăn nuôi. Trong khi tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, chỉ cần 2,3 kg thức ăn chăn nuôi là có thể tăng được 1 kg lợn hơi. Rõ ràng chi phí thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam đang quá lớn. Chính vì thế mà bây giờ, mong muốn lớn nhất của những người dân như nhà ông Huy là giá bán thức ăn chăn nuôi phải giảm xuống thì người nuôi lợn mới mong có chút tiền lãi. Cái mong muốn của bà con chăn nuôi này làm sao mà cái giá nó ngoài cái chi phí sản xuất, chi phí về thức ăn và các chi phí khác thì nó đảm bảo được có công. Thì lúc đó bà con mới có thể là để duy trì để sản xuất chăn nuôi được. Thì như giá hiện nay là nếu mà nói chăn nuôi là vẫn không có lãi mà thậm chí là không có công. Thế thì coi như người chăn nuôi đấy mà cái thức ăn của người ta chắc rẻ, khuyến cáo này thì tôi không hiểu nhưng mà nó rất rẻ. Thế còn cái gà mà đẩy yên đấy sang hoặc là gà Thái Lan sang người ta rẻ lắm. Thế thì nguyên nhân vẫn là cái thức ăn của mình quá đắt. Không tài nào chúng tôi cũng không đến nỗi mà kém cỏi về mặt kỹ thuật chăn nuôi đâu. Nhưng mà nó là do cái thức ăn là quá cao. Không làm sao có lãi. Trang trại lợn với hơn 500 con này là biết bao công sức chăm bẵm, nuôi nấng của gia đình ông Huy. Hơn một tháng qua, giá lợn hơi đã có cải thiện. Cụ thể hôm nay, giá bán lợn hơi tại khu vực trang trại của nhà ông Huy đã được thương lái trả tới 61.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, ông Huy cho biết, cả nhà ông bây giờ như ngồi trên đống lửa. Nguyên nhân là vì lợn nuôi mới được hơn 4 tháng. Theo đúng chu kỳ nuôi thì phải còn tới 3 tuần nữa, đàn lợn này mới đủ 5 tháng. Lúc đó, mỗi con lợn nặng khoảng 110 kg, khi đấy mới đủ điều kiện xuất chuồng. Thử hỏi, trong 3 tuần tới thì điều gì sẽ xảy ra? Người chăn nuôi không thể biết được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn mà những người chăn nuôi như gia đình ông Huy biết rất rõ lúc này, đó là nỗi lo dịch tả lợn châu Phi có thể tấn công bất cứ lúc nào. Kế đó là thị trường lợn hơi vô cùng bấp bênh, không biết trong 3 tuần nữa thì giá bán lợn có còn giữ được 60.000 đồng 1 kg hay lại quay đầu giảm. Thì giá lợn đến đây trên thị trường thì gần đây sau cái đợt giá xuống sâu thì cũng đã có nhích lên một chút, nhưng mà sau đó thì giá hiện nay thì tôi thấy thị trường là nó cũng không ổn định về giá. Hiện nay thì giá tại khu vực Hải Dương này thì chúng tôi đang bán lợn trên dưới 1 tạ, thì cũng chưa biết được là cái thị trường là giá cả nó có ổn định không. Cho nên là đối với bà con nông dân hiện nay thì cái tâm lý là vẫn rất là lo về cái giá là nó không ổn định, và cũng mong muốn là làm sao có một cái giá ổn định để tiếp tục đầu tư tái đàn và tổ chức sản xuất chăn nuôi cho nó ổn định. Theo ông Huy, nuôi lợn bây giờ như đi trên dây, được mất vô cùng mong manh. Chỉ cần qua một đêm có dịch tả lợn châu Phi tìm đến thì phá sản ngay lập tức. Và có thể nói, rủi ro dịch bệnh cộng với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao thì giá lợn hơi đạt từ 58 đến 60.000 đồng 1 kg, thực chất mới chỉ đảm bảo cho người nuôi lợn hòa vốn. Nếu mà với cái quy mô sản xuất như tôi hiện nay, mà tôi sản xuất ra từ con giống
cho đến con lợn thịt bán thành phẩm ra thị trường ấy, thì với cái mức giá hiện nay thì cũng chỉ đủ cái tiền chi phí thức ăn. Đấy, chứ còn nếu mà nói lãi và các cái chi phí khác thì gần như là không có. Đến thời điểm này đấy, thì với cái giá như hiện nay thì nếu mà nói kiệt quệ như cái thời gian trước thì chắc là không, tôi nghĩ rằng là nó sẽ không kiệt quệ như thời gian trước. Nhưng mà để mà phát triển, để mà tái đàn, để mà đầu tư tiếp tục duy trì cái sản xuất chăn nuôi thì tôi nghĩ là nó cũng còn khó khăn lắm. Thì với cái quy mô chăn nuôi như chúng tôi đây thì thật ra nói là nó là cái nghề, cho nên là cũng xác định là chăn nuôi duy trì cái sản xuất. Giá thì nó theo giá thị trường. Thì cái mong muốn của bà con chăn nuôi này làm sao mà cái giá nó ngoài cái chi phí sản xuất, chi phí về thức ăn và các cái chi phí khác thì nó đảm bảo được có công, thì lúc đó bà con mới có thể là duy trì để sản xuất chăn nuôi được. Thì như giá hiện nay là nếu mà nói chăn nuôi là vẫn không có lãi và thậm chí là không có công. Khuôn mặt này, bộ dạng này và đôi mắt này là biết bao nỗi lo toan. Bây giờ nuôi được con lợn đã khó, thế nhưng giữ được con lợn đến ngày xuất chuồng còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Và nhà ông Tuyền là một ví dụ. Trong tuần qua, nhà ông đã bị phá sản do dịch tả lợn châu Phi tấn công. Toàn bộ khu này là nuôi hơn 30 con lợn nái, đến bây giờ coi như thế này nó chết hết, thế là mất trắng tay. Giờ vốn liếng cũng không còn nữa, ôi hết sạch luôn. Muốn tái đàn cũng không được, mà giờ muốn tái đàn thì cái dịch bệnh này thì cũng không biết là bao giờ nó mới hết được. Để cho mà mình tái đàn mà vốn liếng thì cũng không còn nữa để mà tái đàn nữa. Bình quân này tại dưới có con 381 thì bắt đầu nó mới vào đẻ, nó đẻ mới được một nứa. Thì năm ngoái thì nó khi vừa rồi nó vất đi, đến nứa này bắt đầu giá lợn hơi nhích lên tí thì coi như thế nào. Nó làm quả này cái thế này hết. Thì thôi, tôi thì giờ nói chung là tuổi thì nó cũng không còn nhiều nữa. Thì thôi thì nếu mà sau này coi như các cháu nó có làm cái gì thì làm. Chứ còn giờ thì vốn không còn. Mà tất cả coi như thế là giờ tài sản là nhét hết vào đây. Thế thì giờ thì làm gì còn gì nữa để mà tái đàn nữa. Vì bởi vì làm gì có thuốc phòng trị đâu, làm gì có thuốc gì. Nó tràn vào đâu là nó diệt cả mẹ lẫn con luôn. Nó đã diệt mẹ này hết gốc. Nói chung là mới hôm qua coi như thế là lợn còn, thế mà giờ đem chôn hết rồi. Thì tất cả coi như thế là cái trang trại này của chúng tôi giờ là hoàn toàn trở thành một đống sắt vụn. Nếu mà trước kia, ngày xưa cái này đầu tư hai dãy chuồng trại này thì nó rơi khoảng 600-700 triệu. Thế mà giờ thì coi như thế là nếu mà bán đi thì chỉ được 6-7 triệu. 6-7 triệu mà chưa chắc ai người ta nó mua. Nếu mà giờ cân sắt vụn đi thì nó được đáng bao nhiêu. Nói chung giờ chăn nuôi là điêu đứng, không còn cái gì để mà nói nữa rồi. Chắc giờ là không dám tái đàn nữa. Bởi vì vốn làm gì còn đâu để mà tái đàn. Hai nữa dịch bệnh nó cứ thế này, nó kéo dài ra. Thì ai dám vào. Vào xong nó lại chết, chết xong lại hết tiền. Tôi nghĩ là nếu mà phòng mình phòng thật tốt đi chăng nữa, mà không may ấy, mà nó vào thì cũng bị rồi. Khó lắm. Mình nói dám chắc 100% thì cũng là coi như thế là nó vào chạy thì chỉ cần một con nó bị cái là thôi, xác định cả hàng nghìn, chục nghìn con cũng đi hết. Ai mà đã dính như tôi thì không ai dám tái đẻ. Bởi vì vốn không còn nhá, cái thứ nhất là vốn không còn, cái thứ hai nữa cái thuốc phòng trị vaccine phòng gì phòng của nó không có. Nếu mà thuốc đã phòng không có thì thuốc trị cũng không có. Nếu mà không có thì ai dám nuôi. Nó bước vào cái là thôi, hết nghiệp luôn. Giờ trông cái chuồng trại mà gió nước mắt, chứ đừng có nói. Bởi vì bỏ tiền ra bao nhiêu thế mà giờ thì chẳng có đồng nào. Hết nhãn rồi. Mà trong khi đó giờ đồ mình làm ra là đồ ấy, nhưng mà giờ bán sắt vụn. Thì cũng chẳng còn cái gì nữa để mà coi như thế này. Mà hoảng hết tinh thần chứ. Như tôi bây giờ, các ông bảo như thế này, giờ hai bàn tay trắng chứ còn gì nữa. Thì cũng phải còng nưng coi như thế là đi làm thuê để mà trả nợ thôi. Chứ ăn quỵt thì chạc thì không chạc được, quỵt thì không quỵt được. Bởi vì giờ tất cả vốn liếng vào đây mà trong khi đó con lợn coi như thế nào. Là chết đấy thì còn gì nữa để mà coi như thế này.
Nói chung đến bây giờ tôi phá sản đấy, nhưng tiền cám là tôi vẫn nợ khoảng mấy trăm triệu. Tiền cám đấy, người ta đầu tư cám cho mình là đến bây giờ là vẫn còn nợ mấy trăm triệu nữa. Năm 2022 vừa qua, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu tới hơn 9,5 triệu tấn ngô các loại, trị giá gần 3,33 tỷ đô la Mỹ. Hội chăn nuôi Việt Nam dự báo, năm 2023, nhiều khả năng sản lượng ngô các loại nhập khẩu về Việt Nam có thể vượt mốc 10 triệu tấn, trị giá khoảng 3,5 tỷ đô la. Số tiền bỏ ra để nhập khẩu ngô ngang bằng số tiền Việt Nam xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo. Và chắc chắn, năm nay, giá bán thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn giữ ở mức cao và không có khả năng giảm. Đây chính là thách thức lớn nhất cho người chăn nuôi Việt Nam. Bởi vì cái giá đầu vào của chăn nuôi, tôi nói sang năm 23 cũng không có hy vọng là thức ăn sẽ giảm xuống. Nó chỉ giữ ở cái mức đó là không cao đến nữa thôi, nhưng nó vẫn ở đang cái mức rất là cao rồi. Đấy thì rõ ràng là đầu vào sản xuất chúng ta không giảm được, mà đầu ra chúng ta không tăng lên được. Đấy, thậm chí giảm đi. Đấy, nó cứ tỷ lệ nghịch như vậy. Còn việc sản xuất người ta vẫn phải duy trì cái quy mô đàn. Còn chi phí thức ăn chăn nuôi chúng ta không thể mong một sớm một chiều nó xuống được. Tôi đã nói rồi, bởi chúng ta phải nhập tới như thế 70% của nước ngoài thì giá nông sản tất cả các thế giới nó tăng. Thì chúng ta lại sao có thể nghĩ là tự nhiên chúng ta lại làm giảm đi được. Thì để đầu vào chúng ta là một cái hàng số, chúng ta chỉ có tiết kiệm chúng ta hô mãi thôi. Thế thì cũng rất là khó. Thế thì bây giờ làm sao thì giữ được cái thị trường, giữ được cái đầu ra cho chăn nuôi những cái năm tới này. Cho nó là đặc biệt ấy là giá lợn. Đấy, trước kia thì chúng ta hy vọng ấy là còn cái gia súc ăn cỏ, nó là trâu bò sống ấy. Thế nhưng mà kỳ này là cũng rất khó khăn. Đấy, nhiều cái doanh nghiệp mà chăn nuôi có hạch toán ấy thì lại bán đã dưới cái giá thành. Đấy, đó là cái vấn đề là khó khăn cho người chăn nuôi.